Anh nhà anh nuôi hai chó. Em thì em ghét chó lắm. Ghét chó hả? Dạ, em ghét những con gì có lông lắm. Vậy giờ bị cạo lông đó. Trời, có ác vậy em. Chó nhà anh nó biết đi hai chân đó. Tự nhiên chó nó đang đẹp vậy cạo lông còn không chó. Chó là phải cạo lông anh. Thôi. Con chó chứ phải con cừu đâu mà anh cạo lông đó. Chó là chó cừu mà, chó bứt đồ. Nó làm như con cừu vậy, cạo lông nhìn thấy ghê. Không, nhưng mà có một cái loài chó mà nó không có lông luôn á. Thì thà mua chó đó về. Ai mà mua chó có lông được cạo lông ta. Tình cái gì tình yêu mà đi cạo lông con chó. Uống chó dễ thương vậy mắc gì ghét nó trời. Dạ con không có thích bất cứ con gì hết á. Chó mèo hay con gì con cũng thích á. Không lẽ cuộc đời con không thích con gì hả con? Dạ con thích con trai. À. Rồi con có bắt ảnh cạo đầu đi không? Dạ không. Ủa, thì nó, không thích, nó không thích tất cả các loại lông mà. Đây là tóc mà. Cái đó là tóc, không phải lông đó. Lại lông. Là một loại. Dạ không có lông anh. Lông ăn anh, lông cạo. Lông ăn không cạo nữa anh. Chỗ nào có cạo. Bây giờ là mời nhà trai giới thiệu trước. Dạ, nói đầu tiên cho em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào khán giả chương trình. Và chào bạn nữ. Em tên Lý Minh Tân, hôm nay 30 tuổi. Nghề nghiệp là lái xe. Em lái xe cho công nhân viên thôi. Là thành phố thôi hả? Dạ đúng rồi anh. Quê ở đâu Tân? Dạ em sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. À, dân Sài Gòn. Dạ em ở quận 5. Quận 5. Mình nói giới thiệu về bản thân coi. À, con chào cô Hồng Vân và con chào chú Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Yến Lan, năm nay 27 tuổi. Hiện tại đang là nhân viên kế hoạch ở Biên Hòa Đồng Nai. À vậy hả? Là ở đâu? Dạ con sinh ra ở Tân Phú nhưng mà con làm việc ở Biên Hòa Đồng Nai. À rồi. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm với Tân cho bằng gái nha. Ưu điểm của em thì rất là có trách nhiệm trong công việc, rất là đúng giờ. Còn nhược điểm thì em chỉ có tật xấu là đói bụng hay quạo thôi. Thôi ai cũng quạo. Anh đói bụng anh cũng quạo nữa. Sáng chưa cho ai ăn uống gì chứ. Gọi gì nữa Tân? Tôi rất lười làm việc nhà. Lười. Nhưng mà em cái gì em cũng làm được nhưng mà chỉ có là lười thôi. Lười thôi, chừng nào có vợ đi. Dạ. Có vợ là siêng liền anh. Siêng liền đúng rồi. Cái gì cũng làm được nghe, chỉ có lười có nghĩa là không làm gì hết á. Rồi mình đi, mình giờ mình nói về mình đi. Cặp dạ. Này hay nè, bên đây tên Tân, bên kia tên Lan, là đôi Tân Lan. Tân Lan. Dạ con là người vui vẻ hòa đồng nhưng mà con nóng tính lắm, với lại con ngang ngược lắm. Cỡ nào? Con ghét người ta thì con ghét con sẽ chia làm 3 cấp độ ghét. Ghét thứ nhất là ghét ít thôi. Thì dạng hỏi thì con trả lời, còn không thì thôi con không bao giờ chủ động con hỏi người ta hay bất cứ cái gì. Cái cấp độ ghét thứ hai dạng là ghét vừa vừa. Thì dạng là con phải giống như là người ta nói thì con phải móc lại một câu. Ăn miếng chậm miếng lại. Dạ đúng rồi. Con giống với cô ngồi ghế kế bên con đó con. Cấp độ thứ ba là cấp độ là vô cùng ghét. Thì con sẽ không nghe, không nói, không quan tâm. Con coi người ta như là không khí vậy á. Nhưng mà không phải khí oxy. Mà là khí CO2 á. Chơi chiến lược 3-0. Dạ. Và coi người ta là tàng hình đi. Khi mà con có bạn trai đi, con sẽ đi ăn chung với bạn trai đó. Thì kêu đồ ăn ra hết á, con ăn được bao nhiêu con ăn nhưng mà cái số lượng còn lại bạn trai phải ăn hết. Trời ơi. Rồi mới được gì à? Dạ đúng rồi, ăn phải ăn. Con không cần biết thời gian ăn là bao lâu nhưng mà cứ ăn đi, ăn cho hết rồi con mới cho về. Ông mới hôm qua tới đó. Con ăn nhiêu còn nhiêu bạn trai ăn hết mới được về. Dạ. Con mỗi bắt ăn nhưng mà con lại không cho mập. Con ăn mà không cho mập sao được con? Dạ. Thì vậy có người ấy không ăn cũng mập với con. Ai nói ông ăn mà mập vậy? Quỷ hả? Mệt chứ sợ luôn á. Ngang ngược mà nóng tính như vậy thì là mình đã có mấy mối tình rồi? Dạ con có 2 mối tình. Dạ lâu nhất là khoảng 2 năm. Lý do tại sao chia tay? Bạn đó thì cũng có sở thích ăn. Nên là con bắt ăn thì càng thích. Nhưng mà tại sao chia tay? Có nhiều cái lý do lắm nhưng mà con nghĩ là hậu đậu lăng nhăng á. Cái hậu đậu ghê lắm cô. Đi trên đường đi nguyên cái đống cát vậy thôi, người ta chạy người ta né cái đống cái cát đó ra đi, dạng anh hùng rơm á cô, bay vô giữa đống cát xong rồi té cái xòe ra giữa đường. Té cái xòe. Để qua thăm nom cái bên nhà trai cái coi. Trai mà hậu đầu thân dữ lắm mình. Chào chị Vân. Chào cưng. Dạ. Sao nãy giờ cứ nghe bạn này nói chuyện về cưng có bị gọi là mất hồn không? Dạ cũng có chút. Ăn à? Dạ. Ăn mà không được mập à nha. Ăn cỡ nào mới mập? Tưởng này em ăn hộp nổi. Rồi bây giờ em có mấy mối tình rồi? Trước giờ thì em chỉ có một mối tình chính thức thôi, kéo dài một năm. Một năm rồi bao nhiêu cái lẻ tẻ? Dạ, mấy cái đó thì em không cho nó là tình yêu. Một năm lý do tại sao chia tay? Cũng có một ngày đẹp trời em lên Facebook em lướt thì em thấy em cao hơn vài cm như vậy thôi. Vậy thôi đó hả? Lại bị cắm sừng. Dạ.
thôi được rồi, thôi bỏ qua đi. Bây giờ mình long tìm hiểu bên đây nè. Như vậy thì cái gu của em, cái mà cái gọi là cái tiêu chí của em, tiêu chuẩn của em về bạn gái là như thế nào? Cao 1m60 trở lên. Tại vì em cũng đây cao nhồng luôn á. Mũi cao, có cặp mắt biết cười. Là nhìn như cặp mắt giống như là đang cười á, vậy vui. Vậy là miệng khỏi cười đúng mắt. Dạ, đúng rồi, có những người nhìn như cặp mắt là hay vui rồi. Mắt cười như nè lên. À, đúng rồi. Nói chứ cười không này, nhìn cô này, nhìn cô. Mắt nó là cười nhưng mà mấy hơi buồn ngủ. Xíu em tự em cảm nhận nha. Dạ, thì tính cách thì dịu dàng xíu. Cái này giờ nó nói nó ngang ngược đó rồi. Dạ, sao? Hẳn ngang ngược đâu có đi đôi với dịu dàng đâu. Em hướng dẫn lại. Được không? Dạ được. Hướng dẫn được không? Dạ được. Dẫn coi ai hướng dẫn ai biết rồi. Bây giờ mình có dịu dàng hay không nè, mình nói một tiếng một đi nè. Dạ không. Đó, thấy chưa? Nó khẳng định luôn đó. Cá tính chút xíu cũng ok chị. Cá tính đó nha. Rồi gì nữa nè? Đừng có thảo mai quá, với lại có cái gì bản tính xấu hay là đẹp gì cứ bộc lộ hết đi. Tại vì ở bên cạnh em cũng không cần phải giấu giếm cái chuyện đó. Tại vì em đã thương người thì xấu đẹp gì em cũng chấp nhận. Cái câu cuối cùng của bạn là bạn này là có hết luôn á. Có sao nói vậy người ơi đó, dạ, không có giấu giếm luôn. Thà ta thật lòng vậy còn hay hơn. Thôi, bạn gái muốn người yêu của mình như thế nào? Đầu tiên là phải cao hơn con. Chắc chắn. Giờ mình cao nhiêu nè, mình nói nè. Dạ, con cao 1m7. Đó, cao 1m7 đó. Mà con hay mang giày cao gót nên là thường là khoảng từ 1m75 đổ lên. Cho 76 luôn đó. Bên đây nhiêu? 1m8. Thấy chưa, cao hơn tới 10 phân, đỉnh cấp con luôn á. Rồi gì nữa con? Theo đạo Phật. Em đạo Phật. Rồi. Không hút thuốc lá. Có hút thơm rau thôi anh. Có hút thơm rau thôi. Nhưng mà con dạng con không có chấp nhận người hút thuốc lá. Tại vì con bị dị ứng với lại thuốc lá nên là con không có ngửi được. Đúng. Bỏ được không? Dạ được anh, bỏ. Bỏ được. Dạ. Hôm rau thôi mà, cạo rau là hết hút. Dạ, là một người cư xử lịch sự và lễ phép. Và cái cuối cùng con mong đợi đó là một người có một cái nguồn năng lượng sống tích cực. Đúng, cái này hay nè. Có tích cực không em trai? Dạ, tích cực. Những lúc buồn thì sao? Có ghi lên Facebook không? Dạ không. Ừ, có ghi gì tiêu cực không? Em không chơi Facebook. Không được tích cực lắm. Phải chơi Facebook để tìm hiểu những cái điều tích cực này kia chứ. Với chơi, có chơi Zalo không? Dạ có. Không, cũng dễ thương. Nói chung hai này cũng được, cũng hợp. Dạ. Gái đi với ai? Dạ con đi với lại anh chị con. Em chào anh Quyền Linh và chị Hương Vân. Chào tất cả mọi người trong trường quay. Nếu như mà em muốn tìm hiểu Yến Lan thì phải có động lực rất lớn. Dạ. Luôn lúc nào cái bản năng cũng hoạt động liên tục. Là sao phải tăng động mới theo được bé này tăng hả? Tăng động đúng rồi. Dạ em thấy đàn trai là cũng hợp với lại bé Lan hả? Dạ mong là hai người sẽ được tìm hiểu kỹ hơn. Rồi. Rồi cảm ơn em. Anh đi với ai tên? Dạ em đi với chị họ, em ruột em. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào các bạn khán giả ở đây. Thì em là chị họ của Tân. Theo như Tân nói là Tân muốn tìm một bạn gái cao, dễ thương, đôi mắt biết cười. Thì chị Ngọc thấy ở đây là bạn hội tụ các điều kiện của Tân muốn rồi. Theo chị nhận xét về bạn Lan á, thì Lan là một người luôn hướng đến những điều tích cực trong cuộc sống, luôn thích thay đổi, thích cái mới, thật thà, thẳng thắn. Thì mong là sau chương trình này thì Tân có thể có cơ hội để quen với Lan và tìm hiểu những cái mới mẻ của Lan trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn hai gia đình. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Chào em. Anh có món quà anh tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có một món quà tặng anh. Đây là một cây xương rồng. Mà loài hoa là em thích nhất luôn. Muốn tặng anh. Cảm ơn. Và cái cây xương rồng này á, thì nó cũng có ý nghĩa trong tình yêu. Dù cho ở ngoài sóng gió bão tố như thế nào, thì cái cây này nó vẫn luôn vươn tới ánh sáng và phát triển. Thì cảm ơn. Dạ. Nó Tân nhìn coi coi đôi mắt cái này có phải là đôi mắt biết cười không? Dạ đủ đủ cười. Đúng không? Đôi dạ, mắt rồi. Biết cười đúng không? Đúng rồi. Có găng khệnh đó chị. Đó, găng khệnh dễ thương với lại có đồng tiền. Em cũng thích điều đó. Đó. Em tìm kiếm điều gì ở người đàn ông? Em coi trọng sự chung thủy. Đối với em á thì xấu đẹp không quan trọng. Cao thấp thì cũng có vấn đề đó. Nhưng mà tất cả mọi thứ đều có thể bỏ qua hết. Anh thì trong tình cảm á anh có hai điều là
Một là khi yêu á, anh rất là nhiệt tình. Hai là nếu mà trong một trong hai người mà không còn yêu nữa thì nói nhau một tiếng thì nó dễ xử hơn, chứ đừng có giấu giếm anh chuyện gì mệt lắm. Em muốn hỏi anh gì không? Dạ anh còn liên hệ với người yêu cũ không anh? Không, anh cắt đứt rồi. Cái câu hỏi của em cũng là câu hỏi anh muốn hỏi em luôn á. Dạ không ạ. Thường á thì khi anh buồn anh sẽ làm cái gì anh? Anh thì chỉ có cái sở thích là nuôi mấy con bét. Thú cưng của anh là con gì anh? Anh nhà anh nuôi hai chó. Em thì em ghét chó lắm. Ghét chó hả? Dạ, em ghét những con gì có lông lắm. Vậy dành cạo lông đó. Trời, có ác vậy em. Chó nhà anh nó biết đi hai chân đó. Tự nhiên đó, chó nó đang đẹp về cạo lông còn dùng chó. Chó nó phải cạo lông anh. Thôi. Con chó chứ không phải con cừu đâu mà anh cạo lông đó. Chó nó chó cừu mà, chó bứt đồ. Nó làm như con cừu vậy, cạo lông nhìn thấy ghê. Không, nhưng mà có một cái loài chó mà nó không có lông luôn á. Thì thà mua chó đó về. Ai mà mua chó có lông được cạo lông ta. Đừng có gì tình yêu mà đi cạo lông con chó. Uống chó dễ thương vậy, mắc gì ghét nó trời. Dạ con không có thích bất cứ con gì hết á. Chó mèo hay con gì con cũng không thích á. Không lẽ cuộc đời con không thích con gì hả con? Dạ con thích con trai. Rồi con có bắt ảnh cạo đầu đi không? Dạ không. Ủa, mất mới cạo đầu. Nó không thích tất cả các loại lông mà. Đây là tóc cái mà. Cái đó là tóc chứ không phải lông. Tóc là nó cũng là lông đó. Loại lông. Là một loại. Không có lông anh. Lông ăn anh. Lông cạo. Ăn. Lông ăn cũng cạo nữa anh. Chỗ nào có cạo. Con hỏi anh coi sao anh tài xế thường là đào hoa lắm mà. Sao anh lên chương trình này? Vấn đề tài xế đào hoa thì cái đó là chắc là thời xa xưa ông cha ta để lại vậy thôi, chứ bây giờ nó khác gì. Suốt ngày ôm vô lăng, tối về lại ôm gối ngủ. Hay là tại quen nhiều người quá nên bị ế không? Không có, quen nhiều người sao gọi là ế được em? Thả thính nhiều, người ta nói là lắm mối tối nằm không á. Đúng rồi, lắm mối tối nằm không nhưng mà anh không biết thả thính. Em cảm nhận thấy anh sao? Em thấy anh là người cũng khá là hiền lành, dễ thương mà em không biết anh có ít nói hay không. Anh Đức cũng là một người khá là kiệm lời, nhiều khi những cái gì là đáng nói thì anh mới nói, còn không thì anh cũng ít nói chuyện lắm. Em á thì là người dạng em là người thích trao đổi thông tin, mà đúng khi rồi. Em trao đổi thông tin á thì em muốn người ta tương tác với em, chứ không phải là em nói một câu cái ừ xong rồi hả, rồi ủa vậy hả. Cái đó là đối với những người ngoài, chứ nếu mà riêng em thì anh sẽ tương tác. Tương tác nhiều, siêng năng luôn, siêng năng tương tác. Hiện tại thì mẹ anh mất rồi, chỉ có ba anh thôi, anh ở chung với ba. Ở nhà Sài chỉ Gòn có hai trẻ con, hả? Đúng rồi, với lại hai chó. Đừng nhắc con chó nữa. Nếu mà tính tới hôn nhân thì em có thể về nhà anh, về đội của anh được không? Dạ được chứ. Nếu mà 2 năm nữa thì hai chó nó già rồi. Ấy là nó, ấy là nó già nó sẽ rụng lông, nhưng mà em cũng sợ nó rụng lông. Làm sao rụng lông, có những nó lúc rụng. Nó già cũng không có rụng đâu em. Mẹ em cạo. Nữa cạo nữa. Còn cách nào khác không? Không, cạo nhỏ hoài. Không có được nha. Cái vụ này tôi phản đối, nếu kẹt quá đem chó gửi nhà Hồng Vân hay gì cũng được nha. Em đứng lại, mày nắm tay bạn gái. Đó, em nói đi. Hỏi em có ghen không? Em có ghen không em? Dạ có chứ, khi yêu ai cũng ghen á. Em bỏ suy nghĩ đi, anh không có lăng nhăng đâu. Anh sẽ bỏ thuốc, lâu lâu cho anh hút 1-2 điếu, sẽ giao với bạn bè được. Bị dị ứng mà. Cái này là anh đã hứa bỏ thì anh phải bỏ tuyệt đối luôn. Anh đứng gần một cái người mà hút thuốc lá em cũng ngửi ra được. Hát thính và mũi thính vậy. Anh phải đánh mình với con chó hả? Em thích nít không em? Dạ có chứ. Hỏi giờ mình giải quyết vụ chó sao em? Thôi giờ chịu chó để qua bên anh, để em về em xử lý sao. Thôi cứ nói gì luôn. Em nghe nói hình như anh lười làm việc nhà đúng không anh? Cũng nhà ba anh làm không à. Về ngủ à. Anh làm được hết đó mà, tại vì anh làm biết làm thôi. Dạ anh có biết nấu ăn không anh? Không. Em cũng biết nấu ăn rồi, cuối cùng ai nấu? Ăn cơm đường cháo chợ quen rồi em. Chó gì cho nó mệt. Khổ ông già không? Anh không biết nấu ăn, anh nuôi chó rồi. Cuối cùng chó anh nuôi hay ba anh nuôi? Thì mình ăn gì trộn cho nó ăn? Anh ăn cơm đường cháo chợ rồi. À thì nhà ba anh ăn gì thì trộn cho nó ăn. Vậy là ba anh nuôi rồi, giống ba anh nuôi nữa. Ba anh nuôi. Dạ. Anh thích nít lắm á, em thích con trai hay con gái? Dạ em thích con gái. Ừ giống anh, em thích con gái. Gái có nhiều tóc, dễ thương, giống như em. Ủa con trai cũng có nhiều tóc rồi vậy anh? Con trai cũng có nhiều tóc nhưng mà nó quậy lắm. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn thẳng vào mắt nhau.
Tân nói tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện, cảm xúc nãy giờ thế nào? Cảm xúc nãy giờ thì em rất là thích bạn nữ này rồi. Yêu ai cũng vậy, yêu anh đi anh cảm ơn. Mình đang đối diện với gia đình, với bạn bè, với người thân và hàng triệu khán giả. Chúng ta không thể bấm trái con tim mình được. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Như vậy là cả hai đã bấm nút. Nắm tay nhau nào. Không cái gì má, má không la đâu. Được hả?